Hello anh chào cả nhà. Hôm nay mưa gió quá nha. Mà trời mưa thì cái thời gian phù hợp để đi xem đất đúng không ạ? Hôm nay thì chọn được căn đất ở đô thị nhé. Rất là đẹp, phường Phước Hải. Chứ mà lô đất đây, cái đường hiện trạng vào đây. Vị trí thì nằm ở gần khu Hà Quang 1. Đường vào đây mọi người. Em thì hai ô tô né nhau thoải mái nhá. Hiện trạng thì rộng khoảng 7 mét đấy. Bên phía này thì tay phải thì ra Lê Hồng Phong 1, đoạn chỗ đường số 14 ấy. Và bên tay trái là cua ra Lê Hồng Phong. Đây đây, hiện trạng rất là đẹp, đường xá này. Lô đất này thì khoảng 67 mét vuông, ngang 4 mét, sâu gần 17 mét. Khu dân cư thì toàn nhà lầu hiện hữu đây, đường xá cũng tốt. Có gần nhà văn hóa luôn, rất là thích khu dân cư vẫn được. Đấy, tại sao chọn trời mưa để đi quay phim là vậy, để chúng ta thấy được cái hiện trạng đường xá nó bị ngập hay không. Đấy, đúng không mọi người? Lô đất này thì hướng tây tứ trạch nhá, đường thì hẻm thông hết luôn, rất là thích. Gần đây thì có nhà văn hóa luôn này. Đấy, an toàn, dân cư yên lành, toàn nhà lầu thôi. Với diện tích này thì chúng ta có thể xây được một trệt hai lầu, và phía dưới thì chúng ta có thể làm phòng khách này, để xe, và bếp. Ở trên thì chúng ta xây bắt đầu xây ở. Đến đây xem nhau, 6 mấy mét cả. Đây, rồi đất đây, mọi người nha. Thấy không? Đây, đường xá này, có hiểu không? Cạnh là nhà lầu luôn, tòa nhà lầu. Thích. Đó. Quý anh chị nào muốn đi xem để sở hữu đất, mua nhà trước Tết để dọn về ở thì vui lòng liên hệ nhé. Đây, hẻm Lê Hồng Phong, đấy. Hẻm 222. Rồi. Ok. Xin chào và hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.